Sâu sâu sâu. Đi đây. Đây cái phong bì của Su nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ mở cho Su nha. Su là cái gì đây ta? Đây, lột xỉ ra nha cả nhà. Con số gì đây? Là con số gì đây? Ai? Con gì đây mà sao mà? 500. 500. Được. 500 luôn. 500. Bao mọi người ơi, mong được cái gì? Mong được cái gì đây? Mong được cái gì? Mong được cái nịt. Đi cho mọi người coi cho mọi người. Chú lên tay thẻ bóc đổ quá thẻ gì. Thẻ cho mong được cái gì? Một cái gì? Thôi em mong giữ cho tay đây. Hello là ok. Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với video đầu tiên của năm 2022 của gia đình Su Thí Soạn nha. Thì hôm nay cả nhà là ngày đầu năm. Thì mình cùng với gia đình sẽ dẫn Su với bông lên trên chùa. Cái chùa đây là cái chùa ở Pleiku mình luôn để cầu may nha. Thì hôm nay đội hình đi là to là mặc áo đỏ hết cả nha. Anh là con trai mà. Bông cũng mặc áo đỏ đây nha cả nhà. Su mặc áo đỏ cho xuống xuống đi. Đó, đi xuống. Đó. Đấy số bạn áo dài đỏ này mọi người đầu năm cho nó may mắn đó. Đó, mặc là mặc áo đồ đỏ để cho gặp nhiều may mắn. Rồi, đây, đi vô trong chùa nha. Vô ba. Sâu sâu sâu. Vô đây. Rồi, đi qua đây. Đó cả nhà, cái chùa là nó nằm ở bên đây này cả nhà. Bây giờ là Su với Bông sẽ đi vô chùa nha, để thắp nhang nha. Đi, Su. Rồi, đi. Đi nhanh nè. Đi vô đây. Thì năm nay là dịch Covid á, nên chùa mở nhưng mà nói chung là không có cho tu tập nhiều, cũng không có cho, chỉ có là tới viếng thôi chứ hình như là cũng không có thắp nhang hay gì đó, thắp là như trên kia kìa. Nên bây giờ Su với Bông với Thảo sẽ đứng đây chụp một mô hình nha, để kỷ niệm cái ngày đầu năm đi chùa. Thôi ngồi nước đây. Đây, 1 2 3 cười. Đâu cười gái coi. Đây nhận chùa này đẹp quá con. Bây giờ cứ lên kia không? Cứ lên trên kia. Bây giờ mình đi lên trên cái khu vực kia này mọi người, là khu vực đó để mình thắp hương rồi đó. Bây giờ mình sẽ cùng một cái đội nhà Su Thí Soạn để đi lên đó nha mọi người. Đẹp quá. Đi từ ơi. Đây mọi người mình sẽ lên đây này nha mọi người. Ôi trời quá trời bực. Đây cả nhà. Vài cây để thắp cho ba cây lấy cây này thôi, hai cây đó, vô muốn cầu gì cầu. A few moments later. Hello là ok. Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với video mới nhất của Su Thí Soạn và Bông Bé Bỏng. Thì hôm nay á là một cái clip đặc biệt đầu năm, đó là clip lì xì cho các thành viên trong gia đình Su Thí Soạn và cả Bé Thảo đây nha cả nhà. Thì ở đây này cả nhà. Nhìn nè, đó, rất là nhiều tiền luôn. Mình đã chuẩn bị hồi sáng giờ đó. Đó. Thì lần này á là mình cho Su với Bông đột nhập trước. Để bởi vì cả nhà, Su với Bông gà lắm. Su với Bông tuy là nhìn thấy mà Su với Bông bóc mua cái trúng đâu, nên phải cho Su với Bông có một cái sự hỗ trợ trước, để Su với Bông thấy mình bỏ vô cái nào rồi sẽ chọn nha cả nhà. Rồi bây giờ á là mình sẽ bỏ cái phong bì là 1 ngàn nè, 10 ngàn, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300,
500, 1 triệu, 2 triệu. Đó, rồi xuống thì mình sẽ treo lên cái cây cây đào với cây mai á, để cho Su với Bông với Thảo với lại các gia đình của mình bóc luôn. Sẽ test, mình sẽ test nhân phẩm là ai sẽ là người may mắn nhất trong cái ngày Tết 2022 này nha. Thì đây, bây giờ mình đã chuẩn bị rồi nè. Những cái phong bì những cái phong bì ra đây. Hả? Bây giờ tờ đầu tiên là tờ nhỏ nhất nha. Tờ 1000. Bỏ vô nè cả nhà. Sâu, chú ý nha, xin được bóc chúng ta đây là ráng chịu nha. Đừng có trách ai nha. Nào. Rồi. Rồi, một nè. Đó, ở đây nha cả nhà, một tờ. Rồi. 1000 rồi tới mấy ngàn ta? Tới 10.000. 10.000 nha cả nhà. Bỏ vô, chú ý đi. Hai đứa bay chú ý đi. Đó, xin nữa bóc chúng thì ráng chịu. Đó, mời cả nhà. Mình cho nhìn luôn rồi nha. Chứ không phải là không cho nhìn đâu. Đây. Tờ đây là 20. 20 là bỏ vô cái phong bì đỏ cả nhà. Bỏ. Đó. Đó. 20 này nha, bỏ vô này nha. Đó. Rồi. Đó, nhớ nha, đó, lựa đi, đó, thích lựa gì lựa. 50. 50 là cho Bông coi, Bông. 50 này nha. Đó, 50 đó, xin được lựa đi. Đó, Bông là nhớ chưa, nhớ các vị trí chưa. Rồi, tới lượt 100 nha cả nhà. 100 là bỏ phong bì đỏ. 100. Rồi, 100 đây. Bỏ vô nè. 100. Rồi. 100, 200. 200. 200 là mình sẽ bỏ hai cái luôn để cho các thành viên trong team á xem ai may mắn bóc được. Xô. Ngồi dậy chú ý nè. Ngồi chú ý nè. Em mà không chú ý xin em bóc trúng tờ ngàn á. Đừng có khóc. Không bông nè chú ý không? Đó. Rồi. Cho 3 tờ 200 đi. Cho 3 tờ 200 đi. Cho nó có độ may mắn. Rồi, đó. Rồi, tới được 500 nha cả nhà. 500 mình sẽ bỏ phong bì đỏ. Đó. Phong bì đỏ nè. Rồi. Rồi. Rồi, phải một cái phong bì đặc biệt nữa cả nhà. Phong bì 2 triệu. 2 triệu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tờ đây á là mình phải bỏ vô phong bì trắng. Đó. Cái bỏ vô kia là nguy cơ mà mấy đứa nhà mình bóc được. Kỹ lắm. Đó. Rồi. Ok. Vậy là đã đủ rồi nha cả nhà. Bây giờ là mình sẽ xuống, mình sẽ treo lên để test nhân phẩm thử là các thành viên của gia đình nhà mình bóc được tờ nào nha. Ok. Giờ đi vô lấy đi xì. Đi vô lấy đi xì. Ông ơi, đi vô nhận lì xì. Bông, đi vô nhận lì xì. Lì xì vô đây. Ôi ai vô đây, Bông ơi. Bông, vô đây nhận lì xì. Vô đây. Ok mọi người nha, lại là mình với lại Su đây. Thì hôm nay á, là mình đã nhận được một cái lời mời từ anh Thắng. Anh bảo là qua nhà sẽ được bóc bao lì xì test nhân phẩm nha mọi người. Là từ 1 triệu đến 2 à 1 ngàn đến 2 triệu rồi mọi người. Wow. Tới nhận rồi, bây giờ mình sẽ đi móc nha mọi người. Chào Bé Thảo năm mới. Chào anh nha. Ok. Cả nhà mình hẹn Bé Thảo Su Bông với gia đình mình là hôm nay bốc thăm. Thì mình đã chuẩn bị xong hết rồi nè cả nhà. Rất là nhiều luôn. Đây mẹ ơi, ba ơi, ra đây chơi cái trò này với con cái đầu năm cho nó vui vẻ cái. Đây, hôm nay là lấy xì bốc thăm may mắn cho con. Dạ, hôm nay á cả nhà mình là tài trợ chính cho cái chương trình bốc thăm này. Đó, lấy lộc đầu năm. Thì đây nha cả nhà, bây giờ á là cái thời khắc quyết định của cuộc thi test nhân phẩm lì xì đầu năm của mình tổ chức. Thì đây cả nhà, các thành viên của gia đình mình đã có nè. Hôm nay có ba mình nữa cả nhà. Ba mẹ đã bóc hết đúng không? Ai cũng được bóc cả. Ủa, chị Hiền cũng được luôn, chị Hiền phải bóc cuối cùng. Đó, được chưa? Bây giờ á thì trước khi mà bóc là mình sẽ hỏi Thảo cái đã. Bởi vì Thảo là giống kiểu là hàng xóm nên mình phải hỏi. Bây giờ á
Bây giờ có hai sự lựa chọn cho Thảo nè. Bây giờ á, rồi nếu mà lì xì cho Thảo là lì xì cho Thảo 500, ok chưa? Rồi còn nếu mà muốn bóc á thì Thảo sẽ được bóc từ 1.000 cho tới 2.000. Thảo lựa cái nào? Bóc đi anh, bóc cho vui. Đó chứ, không buồn nghe chưa? Không buồn. Mọi người bóc để lấy cái may mắn đầu năm lọc mình như thế nào đó. Ok, vậy là Thảo là có phần trăm là bóc được 2 triệu rồi cả nhà. Được rồi, Xu bóc cái nào? Xu bóc cái nào? Rồi cả nhà, Xu nói là Xu bóc cái màu đỏ cả nhà. Rồi, màu đỏ đúng không? Cái đây đúng không? Xu chọn màu đỏ. Cái đây đúng chưa? Ok, vậy giờ là Xu chọn cái đây nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái đây xuống. Rồi cái đây gì? 2 triệu đâu mày, 2 triệu. Đi đâu từ đây nè. Tao sao bắt thằng 2 triệu hả? Ê. Ê cả nhà. Đó bắt thì giữ đó nó tí nữa. Rồi. Kéo đi. Đây nha cả nhà. Đây là cái phong bì mà Su vừa mới bóc được nha. Đó, cái đây của Su mình sẽ giữ. Sau khi mà bóc hết á mình sẽ là bắt đầu mở ra xem thử của ai được bao nhiêu nha. Rồi, giờ tới lượt ai? Đến em đi. Rồi ok, Thảo lựa cái nào? Cái này. Cái này đúng không? Rồi từ đây. Rồi đây. Từ đây. Để cho bác lấy nha. Dạ. Đó. Ok. Cái đi nha. Chọn đi. Rồi tới lượt bay đi. Chọn bay đi. Bay lượt cái nào? À, bà lấy cái này. Cái đây. Rồi. Rồi lấy cái này. Rồi cầm đi. Rồi bây giờ đến Emil nha mọi người. Emil mẹ cũng chọn cho Emil cái màu đỏ đây đi. Rồi. Em phóng chứ. Đó, Emil là màu đỏ đấy nha con nha. Rồi đây, Emil đây nha mọi người. Rồi. Đến lượt bông. Rồi tới lượt bông. Không, bóc cho bông cái này. Là bóc bông cái này đúng không? Anh cầm cho rồi bông rồi thả rứt ra đi. Rồi. Từ từ. Để có bậy quá. Để bắt. Chọn cái này chắc tiền nhiều xong nó là nặng nè. Không được rồi thôi cho bóc cái khác. Rồi ok. Cái Miu nè. Miu đâu? Miu đưa cho Thảo luôn. Cô bông nè. Rồi cô bông rồi. Rồi bây giờ còn ai nữa? Bây giờ còn mẹ. Còn mình mẹ mình nha cả nhà. Mình là người có cùng nha mọi người. Bây giờ mình sẽ làm hên xui may rủi. Mình sẽ tính nè. Hên xui may rủi. Chó đuổi mày đi. À là mình sẽ bắt cái này nha okay. Mọi người. Ok. Cái đây. Rồi con gọi anh cầm cho. Bất luôn, lật luôn, bất thẻ. Mình sẽ lấy luôn một cái nhánh nha luôn. Đó, mọi người, đây là của mình đây. Rồi, ok, bây giờ ngồi xuống. Rồi, giờ tất cả ngồi xuống nè. Coi em rồi chứ. Rồi, rồi, cái này bên bóc cái đeo. Cái bóc cái ngồi cùng kia. Cái xấu xấu đó. Đó, gì đúng không? À, cái đây hả? Rồi, ba bấm cho con caramel ba. Rồi. Ôi, được rồi, ba, khỏi, đây, con gửi rồi. Rồi, đây, caramel. Đây, ok. Rồi, bây giờ ngồi xuống. Bây giờ ai mở đầu tiên? Dạ, Thảo mở đầu tiên đi. Thảo mở đầu tiên hả? Mở thứ tự đi. Vậy là cô Su trước. Vậy là Su trước nha cả nhà. Cái đây là cái phong bì của Su nè. Rồi, vậy là cái đây cái phong bì của Su nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ mở cho Su nha. Su là cái gì đây ta? Đây, lột xỉ ra nha cả nhà. Con số gì đây? Là con số gì đây? Đây. Con gì đây mà sao mà? 500 luôn đó. 500. Đây chứ xin là bóc bóc đi nha. 500 nghìn, đây quẩy cho Su nè. Đây là Su ấm rồi. Su sướng rồi, Su con đưa 500 nghìn. Vậy bóc cho Miu đi. Cái đây để cho em bông nè. Cái đây của bên lượt ai? Của bông. Đây của bông á. Lấy cái kéo đi, Giờ đến lượt em bông đi cả nhà. Rồi, bạn cứ bấm đi. Bấm cái đắt gì nữa không? Bấm gì thôi. Rồi, bấm đây, bấm em bông rồi coi, bông được cái gì? Bông được cái gì? Bông được cái nịt. Đi cho mọi người coi chắc chưa. Chưa lên tay thẻ bóc đổ quá thẻ gì. Thẻ giống bông được cái gì. Thôi em bông dẫn cho tay đây. Của bông đây. Của Su cũng chưa lắc không? 500 của Su điện đó. Đây 500 của Su đây. Chưa nghe thẻ thật. Của bông đây. Công nhận thẻ bóc kia bông. Bây giờ mình sẽ khui cho Emil nha mọi người. Emil là cái này. Bông đúng không? Bông buồn rồi. Đây đây, bắt đầu mình sẽ khui cho Emil cái gì đây mà sao thấy dày nè Emil ơi. Ngồi lên con. Được 100 nha. Được 100 nha mọi người. Đây là của Miu. Được 100. Ok, Miu được 100 rồi. Đó ai? Hiện tại. Đến ta có Su xí xò nha. Có thể mở cuốn cô. Hiện tại là em Su vẫn được nhiều nhất cả nha. Trời ơi, Su năm nay ấm rồi cả nha. Su 500 luôn. Hay cái gì mà bây giờ mà em thấy cứng cứng vậy? Bây giờ bé to lắm cả nha. Tiền dày lắm. Tiền dày đấy. Sao mà gỡ hồi hộp dữ vậy? Gỡ từ nữa mọi người.
Rồi cái giá từ tiền nhiều quá. Từ 1.000 tới 2 triệu á. Mà bè nãy giờ là vẫn còn tờ 2 triệu trong đó nha. Cắt vô bì bè. Rồi. Cắt cái tiền. Cắt cái tiền hả? Tờ giấy gì vậy ta? Cục xương. Cái cục xương à. À cục xương. Em bị từ quay qua quay cái giấy đó lên đây để. Ê cái cục xương này nha. Là phải dành cho em bông rồi em su. Vậy là xíu nữa phải che cho ba mình cục xương nha. Rồi. Cục xương hơn cục đít. Rồi bây giờ tới lúc mẹ. Bắt đầu đến mình nha mọi người. Mình là mẹ su xí sòn đẹp, có một cái hoa thật đẹp. Bây giờ mình sẽ khui ra thử cái gì đây. Sao mẹ sao năm nay may mắn thấy nó lẹ lẹ đó. Vậy là vẫn chưa vẫn 200 ngàn. Được 200. 200, 200. 200. Bây giờ chị Hiền. Chị Hiền luôn. Rồi chị Hiền đây. Rồi giờ giờ hai chị rồi. Chị Hiền mở nha. Rồi cái bấm đó mẹ được. Tao khỏi bấm được. Đây chị Hiền đây nha cả nhà. Tao thử chị cái gì đây. Ủa cho chị Hiền quýt. Bao nhiêu đây? Chị Hiền 500. 500. Ôi, cả nhà. Cả nhà. Nãy giờ á, vẫn còn tờ 2 triệu. Giờ, 2 triệu 1 triệu. Giờ đến người cuối cùng. Đó. Vậy là tính ra là có khi nào bị hại không ta? Bây giờ sao? Giờ sao? Cái đổi không? Cái đổi không? Bây giờ có đổi không? Bây giờ đổi cái này lấy 2 cái. Không. Được không? Đổi một cái này lấy 2 cái luôn. Thôi. Là 2 cái. 2 cái. Ừ, một cái là 2 cái. Nhưng mà biết đâu thì nghĩ đi. Cái đó 2 triệu. Ok, 2 triệu. Còn 2 cái cục xương với lại. À, không, bóc bao nhiêu được? Lỡ bóc vô được 1.000 thôi. Chắc chưa? Lòng thảo vẫn vẫn như kiên ba chân nha mọi người. Từ chắc chưa mở ra là không được đổi đâu. Bây giờ là nếu bây giờ lỡ mấy trăm. Giờ tỷ lệ 2 triệu rất là cao. 2 triệu đó. Bây giờ là chưa có ai có hết. 2 triệu không? Sao thấy con dài dài cứ đổi không? Đổi không? Đổi 2 tờ luôn. Đổi 2 cái luôn. Không không nha cả nhà. Ok. Đang được 5 cái 2 triệu. Rồi mở đi, mở đi. Bạn vô quyết định rồi đúng không? Quyết định rồi. Rồi, quyết định rồi đó, để thảm mở coi cái gì đây. Ôi sao cô thấy cái xe mà nó dài vậy? Nó dài lắm cả nha. Coi lại coi. Còn nữa không? Ôi da, ghê ghê ghê. Vậy là Su vẫn là người dẫn đầu. Đúng rồi. Thế thì bác Thọ được cục xương nè. Cái gì cả, chúc mừng bác Thọ nha. Vậy là bí thảo vẫn may mắn rồi nha. Bí thảo được 200 luôn. Năm mới là năm 2022. Thì bố của Su Sĩ Sọn chúc tất cả mọi người trên mọi miền Tổ quốc là năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Ok. Đó thì ok cả nhà. Đầu năm á là mình tổ chức một cái trò chơi Tết nhân phẩm. Thì nói chung á là Su là người may mắn nhất. Su được 500. Thảo là người may mắn thứ hai được 200. Và tới lượt mẹ mình, tới lượt em Miu. Em Miu. Và rồi tới em Bông. Cô em Bông không được cái gì, em Bông được cái này thôi. Mình được 200 nha mọi người. Thì năm mới mình cũng xin nhà cả nhà Su Xí Sọn cũng xin chúc cho mọi người một sức khỏe an khang và thịnh vượng nha mọi người. Đó thì ok, nói chung là đầu năm thì gia đình Su Xí Sọn giúp cả nhà gặp nhiều may mắn trong năm mới, làm đâu được đó, phát tài phát lộc và luôn luôn yêu thương Su, Bông và Miu và cả gia đình Su Xí Sọn luôn nha. Đó thì hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo. Ok.